Mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Chuyển sang phần thứ hai là phần vấn đáp. Mỗi lần lão cư sĩ Diệu Âm khai thị hoặc trả lời câu hỏi cho một người cũng chính là khai thị và trả lời cho chính mình. Chính vì vậy, kính xin chư vị chân quý lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi đầu tiên con xin nhờ ban tổ chức chuyển tới camera Vân Anh Diệu Hỷ và xin camera Nguyên Ngọc Pháp Danh Nguyện Châu chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi ạ. Dạ xin ban tổ chức chuyển tới camera Nguyên Ngọc Pháp Danh Nguyện Châu và xin camera Diệu Vui thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào Thiền Đức Tăng Ni. Con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con xin chào thành phố và các ba má trên đường công của niệm thế giới. Con là Nguyên Ngọc Pháp Danh Nhận Châu. Con xin hỏi một câu hỏi, mong lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho con được hiểu thêm. Trong con có đọc trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cái câu là di tâm sở hiện, chi thức sở biến. Dạ mong lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải thêm cho con được hiểu thêm được cái ý nghĩa của câu này. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Duy tâm sở hiện thì thường thường giữa âm nói nhất thiết duy tâm tạo, giống nhau, tất cả đều do tâm mình tạo, tất cả vạn pháp đều ở ngay trong tâm của mình. Nếu tâm của mình thành, mình đi làm Phật luôn, chứ đâu có làm phàm phu làm chi. Duy thức sở biến, chỉ vì tinh thức chúng ta còn nặng quá cho nên biến ông Phật ngập vị nhuận châu thành một người phàm phu nhuận châu chứ không phải thành Phật. Diệu âm này nếu mà trở về với chân tâm tự tánh thì diệu âm này cũng đã thành Phật từ lâu rồi. Cũng chỉ vì tinh thức tham chấp thế gian mà bây giờ vẫn còn là phàm phu ngồi đây lạnh quá với mặc áo len đội nón lên. Chứ đi về Tây Phương thì những cảnh giới này không còn liên quan gì tới mình nữa. Như vậy, duy thức sở biến là tại vì mình đem tinh thức của mình mà chuyển đổi cả cảnh giới từ một người là bốn lai là Phật bây giờ biến thành là một người phàm phu. Từ cảnh an vui cực lạc của cõi Phật mình đã đi vào mười phương pháp giới đến những cõi quê độ mà chịu nạn. Chịu nạn trong cảnh lục đạo luân hồi, từ con người rồi rớt xuống chúng sanh, rồi rớt xuống ngã quỷ, rồi chui vào địa ngục cũng có. Rõ ràng một vị Phật mà đi xuống địa ngục là do cái tinh thức không buông, đúng không chư vị? Như vậy thì cái câu này có nghĩa là người nào ngộ ra đường đạo, bỏ tinh thức ra, bỏ chấp trước đi, người ta chửi mình một tiếng cũng tha luôn đi cho rồi, người ta nói nặng nói nhẹ gì mình cũng cảm ơn người ta đi cho rồi, người ta có xua đuổi mình thì mình cảm ơn đi, tại vì chính họ đã dạy cho mình ở tại đây khổ quá, bám vào đây mà cần cái làm chi. Như vậy thì mình bỏ tình thức ra, tức là mình không bị duy thức sở biến mà mình trở về gì? Duy tâm sở hiện, trong cái tâm mình hiện ra toàn là những cảnh tốt không. Như vậy thì ai ai mà trở về tâm tánh của chính mình thì hiện ra cảnh Phật ngay trước mắt. Rõ ràng mình ở đây, còn ngày nào mình đi hộ niệm cho người ta, giúp cho người ta vãng sanh, rồi khi mà mình chấm dứt cuộc đời này mình cũng trở về Tây Phương thành Bồ Tát luôn, đúng không Nhuận Châu? Chịu chưa? Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão Diệu Âm.